Dọc theo những cánh đồng trên quê hương miền Tây Nam Bộ, nhất là vùng Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, chắc hẳn quý vị và các bạn không xa lạ gì với những cư dân nuôi vịt chạy đồng sau những mùa thu hoạch lúa. Có nhiều đàn vịt, từ hàng trăm đến hàng ngàn con vịt đưa mỏ rút rỉa từng gốc rạ, ăn những con cua, con ốc, nhặt những hạt lúa còn sót lại trên cánh đồng. Theo chú Sáu Cành ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, người đã gắn bó với nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng gần 20 năm cho biết, nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng rất vất vả và cực nhọc. Người nuôi phải chịu cảnh ăn bờ, ngủ bụi, dầm mưa dãi nắng, mỗi chuyến chạy đồng đi khắp nơi, có khi cả tháng mới về đến nhà. Nhưng bù lại, nếu người nuôi biết chăm sóc tốt, có nhiều kinh nghiệm, thì sau một vụ chạy đồng từ 3 đến 4 tháng, lãi ròng từ 30 triệu đến 40 triệu cho một đàn vịt khoảng 2.000 con. Nhưng cũng có người điêu đứng vì nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng mà ông bà ta thường bảo: muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, phải không quý vị? Hoài Linh xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Hoài Linh, nghe câu chuyện kể về nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng của chú Sáu như thế nào nhé. Tên Sáu Cành, chú thường thường thì chú chạ nuôi vịt, chú chạy đồng đồng này đồng nọ gì đó, chứ cũng ít có ở nhà lắm cháu ơi. Như mình đi đồng này hết đồng này mình lên đồng khác gì đó, đi chuyện đồng vậy đó, chứ không có ở chỗ. Thì là chú với cô là đi cứ khu vực này tới khu vực kia. Chỉ đi hết đồng này mình đi lại đồng khác gì đó, mình mua đồng mình canh gì đi ở đây, chỉ đi ăn tới 20 thì mình mua cái đồng nào lối tới 17, 18 đã có cắt đó, là mình chuyền đồng vậy là nó vừa vậy đó, ăn hết đồng này mình lợi đồng khác, là có đồng mình ăn liền. Chú thì nuôi không có nhiều, có 1.700 1.700 à, bị gì có hai chồng già không rồi mẹ ơi, đâu có mướn đệ tử đâu. Chứ hột hạt giờ nó bấp bênh quá, mướn đệ tử mà lúc mà nó đẻ không được đó, lỗ, nói chung là lỗ. Còn mình xuất cái công nó đẻ không được thì dầu hàng cũng thể cũng không đến đâu lỗ, còn lúc nó đẻ được thì mình cũng có thu nhập, đêm cũng 1 triệu ngoài 2 triệu. Dịch chủ yếu là dịch đẻ nhiều chạy đồng, rồi mấy tháng mà thí dụ người ta làm ruộng xong rồi ta cắt lúa là mình mới chạy thường, hay là quanh năm chú phải chạy nuôi đồng vậy hết? Coi như mình đi dọ đồng, mình mua mình lấy đồng là quanh năm luôn, đi những tiếng từ tháng này tới tháng khác, rồi bắt đầu tới tháng nữa dài dài mình canh tới đồng nhà mình về cũng ăn đồng không à, chứ không có nằm gọ. Giờ con thấy hột hạt này nằm gọ là thua lỗ. Nằm gọ là sao chú? Nằm gọ cũng như mình ở nhà mình đổ thức ăn. Giống như là mình ở nhà mình nuôi bằng thức ăn là mình kêu nằm gọ. Mình kêu gọ. Còn mình đi đồng là chỉ là sáng mình cưng vịt đó, mình cho nó ăn cử sáng thức ăn thôi à, chừng 2 bao trả lại à, nó ăn không hết nữa. Còn những tí mình nằm gọ ở nhà là có thể một ngày như 1.700 đó là nó phải ăn phải từ 8 bao thức ăn. Dư cỡ khoảng giả lúa. Là chú gắn bó với nghề này bao nhiêu lâu hả chú? Chú nuôi cũng lâu rồi, đâu cũng trên dưới 20 năm mà. Cũng dữ vậy ha, cũng nuôi tới 20 năm rồi. Cũng vợ chồng già đi dữ hoài đó mẹ ơi, chứ không mướn đệ tử gì hết á. Cũng lên đên như trên sông hồ vậy đó hả chú? Đi đồng này đồng nọ hoài hoài vậy đó. Như mình đi tới đồng nhà là mình về. Bởi vì cái đồng nhà mình mua nó ngay nó ghẻ ré mà mồi nó nhiều. Còn đi đồng khác có khi mình mua 40, 50 mà nhầm cái đồng, cũng như mình lâu lâu mình lợi đó, mình lạ mình không biết đồng đó, khi đồng nó không mồi, vịt nó đẻ cũng được chứ không phải không được, mà thức ăn mình phải dặm nhiều nó không có lợi, nó
không thành bằng cái đồng nhà. Ủa tại sao mình phải mua cái đồng hả chú, chứ không phải là mình tới đó mình thả lên đồng được? Không có, cũng như bây giờ nói chung mỗi lần thì mình ăn lan lại đồng lúa cắt thì mà nay nó thả nó giữ, còn giờ mua không à. Cũng như bây giờ chú lợi gì đó chú mua 200 công 300 công gì đó, cái diện tích chú mua chú ăn, chú gào lưới chú ăn, tới đâu chú chạy nước chú ăn tới đó. Còn cái mỗi lần thì nó ăn lan mà nay nó ăn, còn giờ thì nó khỏe khỏe cái vậy thôi. Chứ không có giữ, nói chung là sáng mình thả ra mình quần gọ sẵn rồi cái thả đun vô đó, rồi tới xế cả khoảng 2 giờ là mình thả ra cho ăn nữa, 4 giờ rưỡi lùa về nhốt. Quần gọ là giống như mình cắm mấy cái lưới, kêu bằng cái gọ lưới vòng vòng là cái công việc 5-6 công vậy đó, là mình kêu mình gọ cho nó ăn cái gọ đó vậy đó. Dạ. Ngày xưa thì mình thả lan thì không có tốn tiền, giờ phải tốn tiền mua cái ruộng nữa. Tốn tiền mua ruộng. Dạ. Cũng như bây giờ là cái người ở địa phương đó ta kêu cò đó. Dạ. Mình lợi ngay cái người cò đó mình lấy. Bây giờ như để như chú lợi đó chú lấy giờ khoảng chú 300 công hay hoặc 200 công. Hay đi 2-3 người lấy 1000 công chẳng hạn. Vậy đó. Rồi cò nó định cho mình giá rồi mình thuận thì mình lấy, mình lợi đó đổ dịch ăn, tới ngày cắt lúa đó lợi đó đổ dịch ăn. Dạ. Chú Sáu nó nhiêu tuổi rồi chú Sáu? Chú mới có 5-6 à. Chú 5-6 à. Dạ. Dạ. Chú được có bao nhiêu người con rồi? Có 2 đứa cháu ơi. Dạ. Nó có chồng có vợ hết rồi. Ồ. Thì cũng đỡ phần đó, khỏi lo. Dạ, khỏi lo. Dạ. Mạnh giờ mạnh ai nó bươn nó mổ. Một bài dịch là mình thu hoạch bao lâu nó mới đẻ hả chú? Cũng như con ta nó mới hộp nó đẻ dai. Dạ. Đẻ đâu 7-8 tháng vậy. Ờ. Còn như con già mình đi đầm rồi kia nó đẻ 3 tháng 2 tháng ngoài đó, nó thay lông rồi. Dạ. Còn như mình đổ thức ăn thì nó đẻ ít hộp mà nhưng nó đẻ hoài. Dạ. Thì mình phải tăng cường thức ăn nữa ha. Cho nó ăn nó đẻ. Mình đổ thức ăn thì nó đẻ hoài mà nó đẻ không có đạt nhiều. Dạ. Con ba thì nó đẻ trực tiếp, nó đẻ hoài. Ồ, nó giấu hồ một ổ luôn. Quá trời luôn quý vị. Khôn quá chú á, đẻ cái nó bươi nó giấu lại à. Cũng to luôn chú. Dịch mình nuôi mấy tháng nó mới đẻ hả chú? Thường là mình nuôi tốt đó là 4 tháng là đẻ rồi. Yeah. Rồi còn như nó xấu thì 5 tháng, 5 tháng nó đẻ. Yeah. Yeah, nó đây nè. Trời ơi, khổ luôn. Sao hai ba con mà nó bu lại đó là đẻ chung nè. Đẻ thì sẽ ổ nó giống quá lợi. Dạ. Rồi à. Trời ơi, ổ luôn. Quê không? Ồ. Cũng hay rồi bớt hả chú? Nè nè nè, xa chú nè. Đó. Nó đẻ cũng hơi ít rồi chứ nó đẻ nhiều rồi giận khổ này nhóc này nhóc luôn quá trời luôn. Vậy dịch vậy là thí dụ mỗi ngày mỗi đẻ hả chú? Là... thì coi như là mình chạy đồng thì nó đẻ hoài suốt vậy đó, mà đồng mà màu nhiều thì nó nghe nó đẻ đạt lắm, còn màu ít thì nó đẻ hơi tệ.
có khi nó đẻ 4-5 tháng mình thấy nó đẻ mà nhắm bề mà không có lợi đó, mình xả lông nó thời gian trong khoảng 20 ngày. Mỗi buổi sáng gì đó chú phải dậy mấy giờ chú cho nó ăn rồi chú phải nhặt đi trứng. Theo thường thường nó đẻ mà lúc nó đẻ mạnh nó đẻ nhiều đó thì cỡ khoảng 2 giờ mình lụm rồi. Ô 2 giờ vậy là mình 2 giờ phía mình thức dậy mình lụm rồi. Lụm rồi cái bắt đầu cỡ khoảng chừng 4 giờ sáng cái mình lụm cái nữa cái đổ thức ăn cho nó rồi là sáng thiệt mặt cái mình lùa ra đâu. À, ví dụ vịt đẻ trứng gì đó rồi chú với thím đi bán hay là có người tới họ họ lấy hả chú? Coi như mình đi tới cái khu vực đó đó nó hỏi mình lại tới đó cái xã nào hay cái kinh gì mà mình nói là tự động nó chạy xe vô tới chỗ nó lấy à, ngoại trừ là mấy cái chỗ mà cái kinh mà đường xe đi không được là nó nhờ mình để xuống chuồng mình chở ra đường xe là nó lấy cái đó là nó nhờ mình nó bo tiền xăng hay hoặc không bị lộn đồ ăn gì thôi. Bày vịt vậy là mình có vịt trống hay là ta thấy toàn vịt mái mà sao mình để phân biệt được hả chú? Bởi vì con vịt trống vịt mái lúc mình đặt á, thì lợi lò nó bóp mái sẵn cho mình. Họ bóp mái là họ họ lựa sẵn rồi. Dạ, họ cũng hay ha. Nó bóp rồi toàn tình là vịt mái không à, còn như mình cần trống nhiều thì mình nói bây giờ tôi bắt 3,000 mái. Là cho tôi 200 trống là nó để 200 trống vừa sọt riêng cho mình. Bắt buộc là trong một cái bầy vịt của mình phải có vịt trống nữa. Khi cái trứng ra nó chất ấp, đẻ gà là nó ấp nở nữa. Dạ, nó chất lượng ha. Dạ. Thường thường cô chú là đi ở khu vực Đồng Tháp rồi đi ở khu vực nào nữa cô chú? Chú đi thường thường đi miệt có ít có xuống dưới miệt dưới có chú đi qua bên miệt Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Ngầu Ánh bên Long An á. Như ông bà người ta có câu là muốn giàu nuôi cá, muốn giàu nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt đó mày ơi. Dạ đúng rồi. Tại sao chú yêu thích cái nghề này vậy? Dạ. Tại cũng như cái nghề tùy theo cái ý thích của mọi người. Dạ. Chứ bây giờ như mình nói cái thí dụ tại sao như có người người ta nuôi bò cho ăn cỏ không đâu tốn hao gì chỉ sức công thôi à. Mà sao mình không làm, mình đi làm cái nghề này nó cực khổ nắng mưa rồi này kia tại cái nghề thích cái nghề nào làm nghề nấy vậy đó. Còn cái câu thì nói vậy cho vui tại người ta nói là nuôi vịt chắc ăn nhiều hay sao mình mới nghèo hay sao. Dạ. Ai biết cái vụ đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn những chia sẻ của chú ha. Con cũng kính chúc chú thím được dồi dào sức khỏe nha. Rồi để cho nuôi vịt cho vịt đẻ nhiều nhiều lắm lên bờ nghỉ ngơi chứ làm giàu chứ. Tàu lớn tuổi rồi. Vài năm nữa chắc nó gì hu à phải không? Dạ còn làm dạ. Rồi con chào chú. Rồi bye bye chú. Hai ngày nữa chú Sáu sẽ di chuyển đàn vịt của mình sang cánh đồng mới. Nghề nuôi vịt đẻ là vậy, lắm vất vả, dù có cơ cực đến đâu, nụ cười chú Sáu vẫn nở trên khuôn mặt dặn dày sương gió, phải không quý vị? Tưởng rằng nuôi vịt là chơi, nào ngờ nuôi vịt lại khơi giữa đồng. Hoài Linh xin thay mặt kênh Chợ Quê xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn những tập tiếp theo của kênh Chợ Quê. Quý vị đừng quên nhấn chuông đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh Chợ Quê nhé và chia sẻ cho mọi người xem. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bye bye và chào tạm biệt quý vị.